Thai League 2 mùa giải 2024-2025 diễn ra từ ngày 10 tháng 8 năm 2024 đến 24 tháng 5 năm 2025. Đây là mùa giải thứ 27 của sân chơi hạng 2 của bóng đá Thái Lan. 18 câu lạc bộ sẽ tranh tài trên 18 sân vận động ở 15 tỉnh thành để tìm ra 3 câu lạc bộ giành quyền lên chơi ở Thai League 1. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại Thai League 2 mùa giải 2024-2025. Sân nhà của Ayutthaya United là sân vận động tỉnh Ayutthaya, nằm ở Phanakhon Si Ayutthaya. Sân vận động đa năng này có sức chứa 6.000 khán giả. Bangkok FC là tân binh tiếp theo tại mùa giải này. Sân nhà của họ là sân vận động Chalom Phraikiet Bangmot, nằm ở Thungkru, Bangkok. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1988. Sức chứa của sân vận động Chalom Phraikiet Bangmot khoảng 8.000 khán giả. Khao Plong là sân nhà của câu lạc bộ Chennat Hornbill, nằm ở thị xã Chennat. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 2009, sau đó cải tạo vào các năm 2011 và 2021. Sức chứa của sân vận động Khao Plong là 8.625 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Chanthaburi là sân nhà của câu lạc bộ Chanthaburi, nằm tại thị xã Chanthaburi. Sân vận động đa năng này đang trong thời gian cải tạo mở rộng. Sức chứa của sân vận động tỉnh Chanthaburi khoảng 2.000 khán giả. Sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai là sân bóng lớn nhất tại Thai League 2 mùa này. Đây là sân nhà của Chiang Mai United, nằm ở thành phố Chiang Mai. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1993 đến 1995. Sức chứa của sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai là 17.909 chỗ ngồi. Một câu lạc bộ nổi tiếng khác của Thái Lan cũng vừa phải xuống hạng là câu lạc bộ Chonburi. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Chonburi Uta, nằm ở thị xã Chonburi. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2010. Sức chứa của sân vận động Chonburi Uta là 8.680 chỗ ngồi. Kanchanaburi Power là tên mới của câu lạc bộ Dragon Pathumwan Kanchanaburi. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động tỉnh Kanchanaburi, nằm ở thị xã Kanchanaburi. Sân vận động đa năng này cải tạo từ năm 2008 đến 2009 với chi phí 3,5 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động tỉnh Kanchanaburi khoảng 13.000 chỗ ngồi. Sân vận động Insi Chantarasatit là sân nhà của câu lạc bộ KZSAT, nằm tại quận Chatuchak của thủ đô Bangkok. Sân vận động đa năng này là sân vận động chính của Đại học KZSAT. Sức chứa của sân vận động Insi Chantarasatit là 3.275 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Lampang, còn có tên gọi Nong Krating, là sân nhà của Lampang FC, nằm ở thành phố Lampang. Sân vận động đa năng này có sức chứa 5.500 khán giả. Sân vận động tỉnh Mahasarakham là sân nhà của tân binh Mahasarakham FBT, nằm ở thị xã Mahasarakham. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2011 đến 2018 với kinh phí 400 triệu bạt. Sức chứa của sân vận động tỉnh Mahasarakham là 3.000 khán giả. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Nakhon Si Thammarat là sân nhà của câu lạc bộ Nakhon Si United, nằm ở thị xã Nakhon Si Thammarat.
Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1973, sau đó được cải tạo vào năm 2021. Sức chứa của sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Nakhon Si Thammarat là 3.000 khán giả. Sân vận động Nong Pru là sân nhà của câu lạc bộ Pattaya United. Nằm ở thành phố Pattaya của tỉnh Chonburi, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1998 đến 1999 với chi phí 20 triệu baht. Sức chứa của sân vận động Nong Pru là 5.500 khán giả. Sân vận động Hiệp hội Thể thao tỉnh Frey, còn được biết đến với tên gọi Hoai Ma, là sân nhà của câu lạc bộ Frey United. Nằm tại thị xã Frey, sân vận động đa năng này được cải tạo vào năm 2019. Sức chứa của sân vận động Hiệp hội Thể thao tỉnh Frey là 2.500 khán giả. Politero là một trong ba câu lạc bộ rớt hạng từ Thai League 1. Sân nhà của đội bóng này là Buniachina, nằm ở quận Laksi của thủ đô Bangkok. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1962. Sức chứa của Buniachina là 3.550 khán giả. Sân vận động Samut Prakan là sân nhà của câu lạc bộ Samut Prakan City. Nằm ở huyện Bang Sao Thong, tỉnh Samut Prakan, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2015, sau đó cải tạo vào năm 2019. Sức chứa của sân vận động Samut Prakan khoảng 5.100 khán giả. Sisaket United là tân binh còn lại của mùa giải. Sân nhà của họ là sân vận động Seri Nakhon Lamdiwan, nằm ở thị xã Sisaket. Sân vận động đa năng này có sức chứa 11.200 khán giả. Sân vận động tỉnh Suphanburi là sân nhà của câu lạc bộ Suphanburi, nằm ở thị xã Suphanburi. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1945 đến 1947, sau đó mở rộng vào các năm 2001 và 2013. Sức chứa của sân vận động tỉnh Suphanburi là 15.279 chỗ ngồi. Sân nhà của Chad FC là sân vận động tỉnh Chad, nằm ở thị xã Chad. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2012, sau đó cải tạo vào năm 2020. Sức chứa của sân vận động tỉnh Chad khoảng 7.000 chỗ ngồi.